Những con người giả tạo chơi với nhau thì sớm muộn gì tình bạn này cũng sẽ nổ tung như bom nguyên tử mà thôi. Mỗi đứa chúng mày đều có bí mật không muốn ai biết, ai cũng ích kỷ, cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình. Nhìn kìa, trên mặt tụi bay đứa nào mà chẳng có 5-6 lớp mặt nạ. 내 품은 너에게 피난처, 다른 사람의 나는 버려져. 사랑 그 끝은 까만 터널 속, 보이지 않는 길이 나는 너무 두려워. Không phải mỗi người ai cũng sẽ cam tâm tình nguyện uống canh mạnh bà, bởi vì ở một đời sẽ luôn có người từng yêu không muốn quên đi người mà mình yêu. Mạnh bà sẽ nói với họ, nước mắt cậu rơi vì người ấy đều đã nấu thành chén canh này, uống nó rồi chính là uống vào tình yêu cậu dành cho người đó vậy. Đúng là chỉ khi đánh mất đi một thứ gì đó thì con người ta mới nhận ra được giá trị to lớn của nó, để rồi rong ruổi kiếm tìm lại. Nhưng quá trễ rồi. Mấy đứa coi chừng con quỷ đó nha. Chơi chung với nó có ngày bị nó đâm một phát vào silicon ra hồi nào không hay luôn đó. Người ta nói nhà là nơi mà khi mà xã hội ngoài kia ruồng bỏ mình thì đó là nơi mà chúng ta quay về, đó là nơi luôn luôn chào đón chúng ta. Nhưng mà đôi khi á, nhà lại là nơi mà chúng ta sợ để về nhất. Hội bản thân của Thảo gồm có 10 người. Đó luôn là những người bạn thân thiết đã đồng hành cùng Phương Thảo trong suốt những năm tháng qua. Thế nhưng giờ đây, những người bạn của Thảo lần lượt ra đi bởi cái sát nhân khốn nạn ấy. Thậm chí có người bạn mất tích đến mấy ngày nay vẫn không biết sống chết ra sao. Thảo thật sự rất buồn. Anh nói anh yêu em. Ừ, cứ cho là vậy đi. Nhưng cái cách yêu của anh nó có làm em thoải mái không? Không bao giờ. Tôi hy vọng qua những câu chuyện về nhà tù Côn Đảo thì các em sẽ biết trân trọng cuộc sống hiện tại của mình hơn. Đừng chỉ mãi chăm chăm vào chiếc điện thoại mà quên mất những giá trị tốt đẹp của cuộc sống này. Hãy chăm chỉ học tập và trở thành một con người hữu ích cho đất nước nhé các em. Dường như đồng tiền có thể biến con người từ buồn hóa vui, từ đau thương hóa hạnh phúc. Nó mê hoặc, nó quyến rũ con người ta sa chân vào những việc làm sai trái, để rồi làm đổ vỡ biết bao mối quan hệ vốn đã khăng khít với nhau từ bao giờ. Bởi vì cuộc sống của chúng ta vốn dĩ là nó nên như vậy. Còn nếu như nó quá đổi hoàn mỹ thì có thể là các bạn đang trải nghiệm một trải nghiệm thực tế cuộc sống ảo, hoàn mỹ không vết nứt. Hãy làm những gì trái tim con mách bảo, đừng để hối hận như mẹ. Bố và mẹ rất yêu nhau, nhưng còn rất nhiều điều mẹ chưa làm được cho bố con. Giờ bố con đi rồi, mẹ có muốn cũng chẳng làm gì được nữa.